Hóng đây, Hóng đây, xin chào các bạn đã quay trở lại với Hóng Công Nghệ cùng TNC. Mình là Gia Trinh. Tuần vừa qua quả là một tuần vô cùng sôi động với những anh em đam mê công nghệ. Hãy cùng mình điểm qua một số tin hot trong tuần này nhé. NVIDIA hé lộ thông tin về bản nâng cấp DLSS 3.5. Corsair ra mắt bàn gaming với thiết kế module mang tên Platform 6. HyperX ra mắt tai nghe chơi game Cloud Bar Wireless. Tại Gamescom 2023 năm nay, NVIDIA đã thông báo sẽ phát hành nhiều bản cập nhật mới cho người dùng các dòng đồ họa GeForce. Cụ thể, vào mùa thu năm nay, NVIDIA sẽ có bản nâng cấp mới cho tính năng DLSS lên phiên bản 3.5 cho tất cả các VGA thuộc dòng RTX từ 20 series trở lên. Và đi cùng với sự nâng cấp này, thì DLSS 3.5 cũng sẽ được trang bị thêm công nghệ Ray Reconstruction giúp cải thiện ánh sáng phản xạ trong môi trường game. Và đặc biệt hơn, theo những giải thích kỹ thuật được NVIDIA công bố, thì DLSS 3.5 cùng với những nâng cấp về công nghệ mới sẽ không phải là một sự đánh đổi cho người sử dụng. Mà trái lại, DLSS 3.5 mang lại hiệu năng FPS tốt hơn DLSS 3.0 FG. Quả là một điều đáng mong chờ cho các anh em yêu công nghệ. Sau gian hàng của NVIDIA, mời các bạn cùng ghé qua gian hàng của Corsair trong Gamescom năm nay nhé. Bên cạnh những sản phẩm đã quen thuộc như linh kiện PC, gaming gear, năm nay Corsair còn cho ra mắt Platform 6, một chiếc bàn chơi game dạng module với hệ thống phụ kiện phong phú được hậu thuẫn bởi thương hiệu con Elgato. Với một mặt bàn cỡ 1m2, Platform 6 cung cấp cho người sở hữu khả năng tùy biến cực kỳ đa dạng như là chân bàn thay đổi độ cao này, khả năng mở rộng hoặc thu nhỏ, hoặc thay đổi chất liệu mặt bàn theo sở thích của cá nhân. Và đi kèm với đó là hệ thống ray và ngàm bên hông. Trên mặt bàn được thiết kế sẵn để mở rộng tính năng như gắn phụ kiện livestream, arm màn hình, backport và các cụm module cổng kết nối cùng nhiều tính năng khác tùy theo nhu cầu. Với hệ thống phụ kiện đa dạng đến từ Corsair và Elgato, Platform 6 hứa hẹn sẽ đem đến cho người dùng một không gian làm việc đồng bộ, liên lạc, đáp ứng mọi nhu cầu tùy biến từ góc pro gaming đến không gian minimalist khó tính nhất. Và theo như kế hoạch thì Platform 6 sẽ bắt đầu được bán ra từ quý 4 năm nay cùng với chế độ bảo hành lên tới tận 5 năm. Những chiếc tai nghe gaming HyperX Cloud Series có lẽ đã không còn xa lạ với người dùng tại Việt Nam, đặc biệt là các bạn game thủ. Không những thế, sự xuất hiện tại nhiều giải đấu game trên thế giới cũng cho thấy HyperX Cloud là cái tên nói lên chất lượng của dòng sản phẩm này. Và để củng cố vững chắc thêm cho cái tên HyperX Cloud, tại Gamescom năm nay, HyperX đã giới thiệu chiếc tai nghe không dây chơi game mới nhất của mình với tên gọi HyperX Cloud Bar Wireless. Nhấn mạnh vào thiết kế và cảm giác đeo cực kỳ thoải mái đã được công nhận qua dòng tai nghe tiền nhiệm, thì HyperX đã trang bị cho chiếc tai nghe mới của mình với dung lượng pin lên tới 120 giờ, đảm bảo trải nghiệm thoải mái, liên tục, thời gian dài cho các game thủ. Và kết nối của Cloud Bar được đảm bảo với công nghệ wireless 2.4GHz, đem lại trải nghiệm âm thanh không độ trễ với chất lượng cao. Và đi kèm với tai nghe, HyperX cung cấp đầu nhận USB Type-C và đầu chuyển Type-A, đem đến khả năng kết nối đa nền tảng từ PC, PS5, PS4 đến Nintendo Switch. Là một chiếc tai nghe hướng đến gaming và giải trí đa dạng, HyperX không quên trang bị cho Cloud Bar những công nghệ âm mới như là màng loa 53mm được thiết kế lại, hứa hẹn đem đến âm thanh chất lượng hơn và chi tiết hơn. Công nghệ DTS Headphone X-Spatial Audio được kích hoạt thông qua phần mềm NGT giúp tái tạo âm thanh 3D, chính xác cho game thủ FPS khó tính nhất. Hiện tại, mức giá của HyperX Cloud Bar Wireless tại Mỹ là $169.99 và chưa có thông tin phân phối tại Việt Nam. Trên đây là những điểm sáng trong làng PC vừa qua. Hẹn các bạn vào mỗi thứ hai hàng tuần để cùng Hóng Công Nghệ với TNC nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!